Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc. Tiếp đó là phản ánh về công tác phát huy tinh thần đồng thuận trong nhân dân tại huyện Mường Ảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 70 năm giải phóng, Điện Biên đã có nhiều đổi thay mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, do xuất phát điểm về kinh tế xã hội thấp, địa bàn khó khăn hiểm trở, nguồn lực hạn chế nên đến nay, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh nghèo. Trong đó, gần 8.000 hộ còn ở trong những căn nhà tranh tre rột nát, mong muốn được hỗ trợ làm nhà. Trước thực trạng đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành đề án 09 nhằm vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Gia đình ông Mùa A Sở ở bản Hủy Đanh, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhiều năm qua, căn nhà đã xuống cấp, nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ông Sở không có đủ kinh phí để sửa chữa. Là nhà cửa thì làm được 10 năm thì nhà nó hỏng hết rồi. Không làm lại thì lúc nào ngã thì hai vợ chồng nó là không biết thế nào. Sở nó rõ về thì ngã thôi. Ừ, và cố gắng là để làm nhà nước là hỗ trợ cho thì phải cố gắng làm đó. Gia đình ông Chảo A Hùng ở bản Tà Co Ki, xã Xín Thầu cũng là một trong những hộ khó khăn về nhà ở của huyện Mường Nhé. Gia đình ông Hùng ở trong căn nhà vách đất nhiều năm. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn do ít đất sản xuất, thu nhập không ổn định, dẫn đến không có điều kiện để làm nhà kiên cố. Hồi về trước kia từ năm 2007 thì chuyển vào đây thì tạm bỡ ở nhà chê, sau thì ông già cũng tạo điều kiện làm cái nhà chất vách, nhưng mà bây giờ nó lâu năm quá rồi, xuống cấp rồi, bây giờ thì đảng nhà nước giúp cho khoảng 50 triệu thì góp lại ít tiền để làm nhà cho nó rộng thêm một tí để vững chắc, để cho gia đình con cháu nó ăn ở nó ổn định hơn. Ông Sở hay ông Hùng là một trong hàng nghìn hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết theo đề án 09 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Với thông điệp Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, mục tiêu của đề án 09 sẽ làm mới từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc. Trong đó sẽ hỗ trợ tỉnh Điện Biên 5.000 căn nhà. Đây là việc làm thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực cho hộ nghèo ở Điện Biên. Đề án cũng vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc. Thông qua cái đề án này thì đã nhận được sự quan tâm của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, cũng như là các tổ chức cá nhân trong ngoài nước. Ở đây là một thể hiện cái sự quan tâm của Đảng nhà nước, cũng như là sự tri ân của các cái tổ chức cá nhân cũng như các cái địa phương đến với đồng bào còn nhiều khó khăn. Và thông qua đề án này thì đã nhận được sự quan tâm rất là nhiệt tình, sâu sắc của tất cả các tổ chức cá nhân và đóng góp các cái nguồn lực để hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên 5.000 căn nhà. Ngay sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành đề án 09, tỉnh Điện Biên đã tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Việc rà soát, lựa chọn đối tượng hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ, bình xét từ khu dân cư, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Sau thời gian chuẩn bị bài bản công phu chu đáo, ngày 23 tháng 7 năm 2023, tỉnh Điện Biên đồng loạt khởi công làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Hàng nghìn ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, sạch đẹp, từ vài chục đến cả trăm mét vuông đã được xây dựng cho các gia đình nghèo ở Điện Biên để thay thế cho những ngôi nhà tạm bợ. Có những gia đình chưa từng dám mơ đến ngày được sinh sống trong những ngôi nhà như thế. Nay họ không còn phải lo lắng, sợ hãi mỗi khi trời mưa gió bão bùng, được an cư lạc nghiệp, tập trung phát triển kinh tế gia đình, để sau xóa nhà tạm là xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, xây dựng nông thôn mới.
Có thể nói đây là quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên. Đến ngày 24 tháng 1 năm 2024, tức là chỉ sau 6 tháng tổ chức thực hiện làm nhà, 5.000 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó có gần 1.812 nhà xây, gần 1.900 nhà gỗ truyền thống và hơn 1.280 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m² trở lên, tổng kinh phí thực hiện làm nhà gần 490 tỷ đồng, tương đương với trên 97 triệu đồng một căn, tối thiểu từ 70 triệu đồng trên căn trở lên. Trong đó, đề án 09 hỗ trợ 250 tỷ đồng, các hộ gia đình đối ứng bằng tiền 166 tỷ đồng, các hộ gia đình tự chuẩn bị được vật liệu quy ra tiền, trị giá trên 56 tỷ đồng, huy động ngày công lao động quy đổi với trên 17 tỷ đồng. Nếu mà có vốn của nhà nước, sự quan tâm của gia đình chúng tôi không bao giờ biết bao giờ sẽ làm được cái căn nhà, nhà cửa ổn định. Gia đình sẽ cố gắng vượt lên, gia đình các cháu con sẽ được đi học đầy đủ. Bà con đông đủ, cả bản giúp trong thi công làm nhà thì khuôn gỗ này, thì ví dụ như cất nhà dựng lên cũng vui mừng, cũng ông Minh đã xong nhà để ở thì cũng rất là vui vẻ. Người dân Điện Biên biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, nhất là với vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi ban hành đề án làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Cùng với đó là rất nhiều sự sẻ chia, ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện đề án 09, tỉnh Điện Biên đã chủ động ứng 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh tạm ứng thực hiện đề án 09 trong thời gian kinh phí vận động chưa đáp ứng đủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại cổ phần hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục vay vốn làm nhà cho 1.670 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng. Đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, đặc biệt là các hội đoàn thể ủy thác với lại ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai cái nguồn vốn hỗ trợ theo nghị định 28 của chính phủ cho vay với 312 hộ với số tiền là 18 tỷ 800 triệu đồng. Việc thực hiện chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vượt trên 3 tháng so với tiến độ đề ra, còn có sự kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên sâu sát. Từ giai đoạn rà soát, lựa chọn đối tượng đến phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện làm nhà của Ban chỉ đạo đề án các cấp tỉnh Điện Biên. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức một đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án 09 trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức 35 cuộc, thành lập 112 đoàn kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đề án 09. Có thể thấy khi chủ trương chính sách hợp lòng dân thì khó mấy cũng có thể làm được, gian lao mấy cũng thành công. Đó chính là bài học kinh nghiệm lớn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào. Mà cụ thể chính là sự quan tâm động viên và hỗ trợ to lớn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Ban chỉ đạo các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, huy động đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia giúp các hộ gia đình tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu làm nhà, dựng nhà mới với trên 115.000 ngày công lao động. Tổng số hộ của bản được làm nhà ở cái dự án 09 lần này là 16 hộ. Nên là chúng tôi đã huy động toàn thể bà con và anh em, mấy người là góp ít, góp công của, mà giúp đỡ với các hộ làm nhà cửa là góp được ngày công là 180 công để giúp các hộ gia đình khó khăn để vận chuyển từ vật liệu từ dưới trung tâm lên để làm nhà cho bà con. Ở bản thì có 16 hộ nhưng mà trong đó có 5 hộ là đặc biệt rất là khó khăn, không có khả năng để làm nhà mà chúng tôi đã phải huy động anh em thành lập một tổ thợ là 5 người để hỗ trợ để đóng nhà cửa cho bà con.
Chương trình làm nhà đại đoàn kết theo đề án 09 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, biến những điều không thể thành có thể, giúp hộ nghèo khó khăn có ngôi nhà kiên cố để ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Sau khi được hỗ trợ làm nhà từ đề án, đã có trên 1.130 hộ thoát nghèo, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Chúng tôi rất cảm động khi đến thăm những ngôi nhà đại đoàn kết mới được hoàn thành. Người dân ấy trân trọng đặt cờ của Tổ quốc, ảnh Bác Hồ lên trung tâm của ngôi nhà đẹp nhất để tri ân nhân dân, thì Đảng đã hiệu triệu toàn dân đồng lòng hỗ trợ. 70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ còn vang mãi hào khí sức mạnh đại đoàn kết của một dân tộc anh hùng. Trong chiến tranh, sức mạnh đó đã đưa cả dân tộc giành thắng lợi lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày nay, phát huy tinh thần ấy, sự chung tay của toàn xã hội chăm lo cho đồng bào các dân tộc của Điện Biên sẽ là sự tri ân thiết thực đối với mảnh đất cực Tây, Điện Biên anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mường Ảng luôn nhận thức khi có chủ trương đúng, người dân đồng lòng, cán bộ quyết tâm thì sẽ có kết quả cao. Chính quan điểm nhất quán này đã giúp Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Mường Ảng vào cuộc tích cực trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong những chuyến công tác tới xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, chúng tôi đều dễ dàng nhận thấy là bộ mặt nông thôn và đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây có nhiều đổi thay đáng kể. Những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà mới khang trang, minh chứng cho cuộc sống ấm no hơn của đồng bào dân tộc nơi đây. Điều chúng tôi nhận thấy là tinh thần đoàn kết của đồng bào trong mọi công việc đã gắn chặt mối đoàn kết giữa cộng đồng. Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, mà mỗi khi có hộ gia đình nào ở trong bản, trong xã dựng nhà, tất cả anh em ở các bản gần xa và bà con trong bản đều tập trung đến giúp. Như trường hợp gia đình anh Lò Văn Nả ở bản Mánh Đanh, thời gian này đang dựng lại ngôi nhà mới để thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Theo anh Nả cho biết, gia đình anh chỉ có 3 anh em ruột, không thể đủ sức lực cho việc dựng nhà. Tuy nhiên, dưới sự giúp đỡ của anh em và bà con trong bản, chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà rộng gần 100m² của gia đình anh đã sắp sửa hoàn thành. Nhờ bà con trong bản thì giúp gia đình tôi là đập ngói này. Như bản thì có công việc gì trong bản ấy thì bà con chỉ alo loa một lần thì bà con cũng tập trung để giúp nhau. Bà con trong bản rất đoàn kết. Tuyến đường bê tông Na Pên Hủy Cói thuộc xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng vừa được đưa vào sử dụng. Tuyến đường này có chiều dài gần 1 km, bề rộng mặt đường 3,5 m, có tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng. Để có được tuyến đường giao thông quan trọng này, nhân dân tại hai bản, bản Ban và bản Pọng đã tích cực hiến đất, ngày công. Hiện nay nhân dân đây là chúng tôi đấy là thứ nhất để làm công tác hiến đất, vận động nhân dân hiến đất. Nên là nhân dân đã đồng tình ủng hộ hiến đất, mà hiện nay đã là làm được các con đường. Đấy, nhà nước đầu tư ấy, đấy, rồi con đường ấy là nhân dân này cũng rất phấn khởi và rất sung sướng, đấy, rất nhất, đấy, thứ nhất đây để thuận tiện cho nhân dân, đấy là con cháu, đấy là các nhóm hộ ở trên này có con cháu đi học thì thuận tiện rất thuận lợi. Đấy, thứ hai đấy là cái vận chuyển cái kinh tế, đấy là làm được cái sản phẩm từ ngô khoai sắn, đấy vận chuyển cũng rất là thoải mái. Tại thị trấn Mường Ảng, với vị trí là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Mường Ảng, thị trấn được quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Đây là tiền đề và là động lực quan trọng để phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết lao động cho người dân địa phương. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mường Ảng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, triển khai nhiều mô hình phù hợp nên đã tạo chuyển biến rõ nét, huy động sức mạnh đoàn kết của người dân, đưa cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để thực hiện cái xây dựng đô thị văn minh, đó là niềm khát vọng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong những năm qua để xây dựng cái đô thị văn minh. Thì Mặt trận Tổ quốc đã phát huy cái vai trò đó là công tác tuyên truyền,
cho nhân dân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong cái việc xây dựng đô thị văn minh, đó là đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và công tác hành lang vỉa hè cũng như là về công tác quản lý về quy hoạch. Để cái kết quả ngày hôm nay đó là có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền để thực hiện cái nhiệm vụ mà xây dựng đô thị văn minh trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, nhờ sự vào cuộc rốt ráo của mặt trận cộng với sự đồng thuận của người dân nên các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc phát động đều đạt kết quả. Điển hình là các hoạt động đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Hiện nay, thị trấn Mường Ảng có trên 80% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 9 trên 10 tổ dân phố bản đạt khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%. Phát triển cái thị trấn huyện Mường Ảng nói chung và cái thị trấn Mường Ảng nói riêng một cách rất là mau lẹ, nhất là mấy năm gần đây thì xây dựng cơ sở hạ tầng rồi thì là kiến trúc là có một cái hiện đại và có những cái là bền vững lâu dài, là cái sự đoàn kết nhất trí của các cá nhân, các cái dân tộc, cán bộ chiến sĩ và các đảng viên trong đảng bộ là có tinh thần nhất trí đoàn kết toàn kể cả toàn dân, nhất là khi mà giải tỏa mặt bằng là cái ở chợ là rất là khó khăn, thế nhưng mà với cái ý đảng lòng dân, người ta thực hiện cái lời dạy của bác là gì, trăm lần không cần cũng có, gõ và lần dân liệu cũng xong. Huyện Mường Ảng có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 89%. Để tạo đồng thuận trong nhân dân, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Mường Ảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào thi đua, dân vận khéo tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 118 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong cái thời gian qua trên địa bàn huyện thì cũng đã có rất nhiều cái công trình triển khai trên địa bàn trong cái phong trào xây dựng đô thị văn minh rồi là xây dựng nông thôn mới. Thì từ cái việc mà làm tốt cái công tác tuyên truyền cái chủ trương, cái mục đích ý nghĩa của các chương trình dự án thì cũng đã tạo được cái sự đồng thuận của người dân, và người dân rất là nhiệt tình tham gia trách nhiệm với cái tinh thần tất cả vì cái xây dựng huyện Mường Ảng ngày càng vững mạnh. Những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của Mường Ảng thời gian qua cũng chính là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết. Hiện nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã cơ bản đạt nông thôn mới. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân các xã đạt 12,9 tiêu chí trên xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm toàn huyện còn 22%. Đặc biệt, sự đồng thuận ủng hộ của người dân trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình trọng điểm, tạo nguồn lực thu hút đầu tư để phát huy thế mạnh của huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, nâng cao đời sống của người dân. Những kết quả của huyện Mường Ảng trong thời gian qua phải yếu tố làm nên thắng lợi chính đó là cái sự đoàn kết và ủng hộ tuyệt đại đa số của nhân dân, và chính cái điều đó đã làm nên những cái thành tích mà cũng là thể hiện cái sự tinh thần đoàn kết trong cái ngày hội này. Thì nhân dân rất là phấn khởi và chúng tôi tin tưởng rằng là thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động và để cho một cái niềm vui phấn khởi trong một cái tương lai tốt đẹp của huyện Mường Ảng trong thời gian tới. Việc tạo sự đồng thuận trên địa bàn huyện Mường Ảng đã phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia những công việc của địa phương. Nhiều khó khăn vướng mắc tại cơ sở được kịp thời giải quyết, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.